Trẻ em bị mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng. COVID-19 lây lan nhanh đối với nhóm trẻ chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Do đó, khi trẻ mắc COVID-19, phụ huynh cần theo dõi chặt chẽ các triệu chứng để kịp thời xử trí theo đúng hướng dẫn của y bác sĩ. Đặc biệt cần chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ thật tốt để nhanh phục hồi, đảm bảo sự phát triển thể chất của trẻ. Lưu ý đối với trẻ mắc bệnh béo phì, khi nhiễm COVID-19 rất dễ chuyển nặng, vì vậy cha mẹ cần có chế độ chăm sóc trong lúc nhiễm bệnh và sau khi đã hết bệnh để hạn chế tình trạng trẻ bị mắc di chứng hậu COVID-19. Trẻ em khi mà bị khỏi COVID, trẻ em thường là những triệu chứng của trẻ em nó rất là nhẹ. Trẻ em thì mắc nhiều, đôi khi là nó chỉ có sốt nhẹ, ho khan, sổ mũi, và cái triệu chứng nó thường thoáng qua thôi, khoảng 2 đến 3 ngày thôi. Thì mình cho bệnh nhân, cho bé uống thuốc giảm hạ nhiệt, uống nhiều nước, thì hoặc uống thuốc sổ mũi gì đó thì bé sẽ khỏi. Thì sau 2 đến 3 ngày bé sẽ khỏi. Và sau đó cái vấn đề lo lắng cho trẻ em là vấn đề là béo phì. Béo phì thì trẻ em người ta thấy có những cái tỷ lệ mà diễn biến nặng, tuy là nó nhỏ nhưng mà khi mà bé bị béo phì đó thì nó sẽ diễn biến nặng và nó có một số trường hợp đó, nó nguy kịch luôn đó. Cho nên những bé mà béo phì đó, chắc chắn là trẻ em mình phải bị nhiễm COVID nên phải đưa vào viện. Còn vấn đề hậu COVID đó, thì sau khi khỏi bệnh khoảng 2 đến 6 tuần thì nó có một cái biến chứng là viêm đa cơ quan ở trẻ em, thì cái biến chứng này rất là nặng với cái biểu hiện là sốt, nổi ban ở trên người, phát ban ở trên người. Thứ hai là có những cái phù ngón tay ngón chân đó nhẹ. Phù nhẹ thì khi mà bé có những cái biểu hiện mà sốt và những cái nổi ban trên người đó, cảm thấy bé không khỏe đó, sau khi khỏi COVID từ 2 đến 6 tuần thì những trường hợp này phải đưa đến bệnh viện ngay. Thì cho em có một số mình lưu ý những trường hợp vậy thôi.